Trưa ngày 28 tháng 1, hàng chục lính cứu hỏa đã nỗ lực khống chế đám cháy tại tòa nhà 6 tầng trên đường Độc Lập, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 của một căn nhà 6 tầng trên đường Độc Lập, quận Tân Phú nên hô hoán và tìm cách dập lửa. Sau đó, đám cháy bùng lên khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Tân Phú đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng chữa cháy đã dùng xe thang tiếp cận đám cháy và khống chế. Theo một số người dân sống trong khu vực, căn nhà trên là một xưởng may. Thời điểm xảy ra đám cháy, nhiều người có mặt bên trong đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.